Các bác nhá, tiếp tục em lên cho các cái cặp 7 7x. Đấy, con này thì rất là nhiều các bác thích bởi vì là giá nó bình dân mà lại chất âm nó hay các bác. Đây người ta gọi là cái hàng quốc dân này các bác. Đấy, hàng quốc dân bên em luôn. Giá nó vừa tầm nghe nó hay lắm, bền. Cái loại này thì các bác nghe thì cứ phải gọi là chán chê mê mỏi thôi, trừ khi các bác gọi là vặn quá to, đưa âm đi to vặn nó thì nó mới hỏng chứ còn bình thường mà các bác ghép vào mấy con công suất như kia kìa thì các bác có mà nghe em nói thật chứ cả chục năm 20 năm chả bao giờ nó xi nhê. Đây người ta gọi là cái dòng lôi đồng cuối đá các bác nhé, cái dòng loa mà lôi đồng cuối đá rất khó hỏng. Các bác cứ mở cái con bát này ra các bác xem cái cổ từ nó to phải gọi là khủng bố luôn, như cái bát luôn, tép cũng vậy, to lắm. Cái dòng này đặc trưng của nó vậy, cái đặc trưng của nó là cổ từ to và cái từ tép to. Màng của nó thì màng này các bác có một cầm dao cầm kéo cắt nó mới rách chứ còn bỏ tay chân mà chọc vào thì không, mà gãy chân gãy tay chả bao giờ rách được. Nó là màng sợi tổng hợp các bạn, màng sợi tổng hợp carbon không bao giờ rách được trừ khi dao kéo động vào. Bảo nó mục thì cũng còn tuyết, mục thì cũng phải tầm khoảng 50 năm nữa các bác nhá, 40 năm hay 50 năm nữa nó mục, 100.000 năm mới số đen tè đúng không? mà nó còn khó luôn đấy. Các bác cứ hình dung cái túi ni lông mà các bác chôn lên đất mưa ướt ẩm ướt như thế mà nó còn cả mấy chục năm thì nó mới gọi là phân hủy. Thì cái loại này thì em nói thật các bác à, có mà tước cỏ bợ, trừ cái loại này các bác lại còn để trong nhà nữa, có mà dùng là đời này truyền sang đời khác cũng không hỏng được. Thì lý do tại sao mà người ta gọi đây là cái dòng lôi đồng cuối đá các bác nhá, siêu gọi là lôi đồng cuối đá. Mà chất âm các bác đừng có chê nó rẻ tiền mà hay nhá, thực ra bọn này nó không hề rẻ đâu các bác, không hề rẻ. Như những con loa như này ngày xưa nhà em bán toàn triệu bảy à, quên tiền triệu 3 triệu 4 rồi, không hề rẻ đâu. Đấy nhưng mà chẳng qua đợt này là hàng hóa mọi thứ nó rẻ các bác, hết dịch rồi nó rẻ lắm. Đấy, như cặp này thì bây giờ có mua nó chỉ có 890 nghìn thôi mà lại có cả e căng đầy đủ. Đấy, như năm ngoái nhá, 890 nghìn là chưa có căng cơ, nhưng mà năm nay là có căng đấy. Tại vì hàng hóa các bác biết là mỗi một ngày thì đợt này thì cái đồng yên của Nhật nó xuống các bạn. Nó xuống thậm tệ luôn, nó xuống kỷ lục luôn. Đấy, một năm nay là cái đồng yên của Nhật nó xuống gọi là thấp thấp kỷ lục luôn, đến người Nhật mà người ta còn phải gọi là khóc thét luôn. Đấy nhưng mà được cái là du lịch của bên Nhật lại rất phát triển các bạn. Các năm trước thì lại du lịch thì không phát triển đâu, nhưng mà từ năm vừa rồi này, năm 2023 này đến bây giờ này, lại du lịch của Nhật cực kỳ phát triển. Lý do bởi vì đồng yên nó rẻ. Đấy, thế là thế giới mới đổ sang Nhật đi du lịch bởi vì đồng yên nó rẻ. Thế là hàng hóa du lịch thì có lợi, nhưng mà hàng hóa của Nhật thì lại chết thậm tệ luôn các bạn. Bởi vì đồng yên nó xuống giá quá mức. Đấy. Nói chung là nó cũng còn nhiều lý do nữa thì em cũng không không gọi là nói chung là cũng chỉ là người bán hàng thôi. Cũng không cập nhật được gọi là cao siêu được nữa, nhưng mà cái mà để mà nó giá thành nó xuống rẻ nhất như bây giờ ấy thì nó là do đồng yên nó xuống thấp quá. Đấy, đến người xuất khẩu lao động bây giờ người ta cũng các bác thấy cũng ít hẳn rồi. Bây giờ thực chất thì làm ở bên Việt Nam mình thậm chí nó còn lương, còn nếu mà một kỹ sư à quên một một cái người bình thường mà sang bên Nhật mới ở bên mình làm thì nó không quá chênh lệch nhau nhiều. Bởi vì tiền Việt Nam mình bây giờ nó rất là giá trị. Trên thế giới bây giờ tiền Việt Nam mình nó cũng rất là giá trị các bác nhá. Không hề thua kém một cái khu vực nào cả. Đấy. Thế là so với cả các nước đại ca to lớn thì nó này nọ cái thứ thôi chứ còn cái tầm ngang cơ ở Đông Nam Á này thì cũng không thua kém bất kể một ai. Đấy. Là GDP vẫn ngất ngưởng đúng không ạ? Thế nên là đấy thì đấy cũng là lý do tại sao mà nó bây giờ nó còn có 890 nghìn là như vậy. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo em nhá. Đó. Hàng thì nguyên bản nguyên zin cho các bác nhá, chứ còn nhà em là không có sửa chữa hay là mông má gì đâu. Đấy còn các bác mà nhìn phát là biết ngay là hàng nguyên zin rồi. Mông má không bao giờ em để như này luôn. Em nói thật em sẽ làm cho nó ngon lành cành đào hết, nhẵn thín mới đét như này luôn. Đấy nó phải phẳng phiu này hết, không bao giờ em để như này. Nhưng mà cái chỗ này thì nó chẳng hiểu gì cả. Chất lượng vỏ thì các bác yên tâm. Đấy. Tay em thanh niên thì gõ thoải mái chứ còn tay các bác mà có tuổi gõ ở đây gãy xương. Nó rắn như đá ấy. Cái loại lùi đồng cuối đá này nó làm dày lắm các bác, vỏ viết còn dày lắm. Chất lượng tốt, đấy giá thì 89 các bác nhá. Vâng, em xin chào. Bác nào chốt thì em sẽ test bàn giao nhá. Còn chất âm thì các bác không cần phải hỏi em là có hay không nhá, không cần phải hỏi em đâu. Siêu phẩm luôn, cực kỳ hay luôn, em nói thật. Cái loại loa mà tầm khoảng loa vi tính mà tầm khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi nhá. Không có cửa mà so sánh luôn các bác, không có cửa luôn. Nếu mà loa vi tính 2 triệu rưỡi, 3 triệu không có cửa so sánh với con này luôn. Bởi vì nó là hàng Nhật, còn kia là hàng Tàu.